đôi chim tâm cá, tìm hoài không thấy. Còn Tuyền thì sờ sờ trước mặt, chắc mình phải bỏ qua thôi. Cậu Khôi! Chắc gì? Ủa? Chào mấy đứa. Cậu Khôi, sao cậu Khôi có hình gì xuân vậy? Ờ, đúng rồi. Con giật kỹ. Con nói lại ai đây? Xuân, bạn con. Sao con biết xuân? Thì ngày nào cũng đi bộ chung mà. Trời ơi, Quyền Anh, sao con không nói sớm? Ủa, cậu có hỏi đâu mà con nói. Tôi không hỏi, con cũng phải nói chứ. Ủa, cậu bị vô lý, bây giờ cậu không nói, sao con biết cậu bị khó khăn chỗ nào mà con nói. Ủa, kỳ vậy? Cậu xin lỗi. Cậu bị lố từ bé. Cậu xin lỗi, nhưng mà con biết phải không? Trời ơi, con có biết cái câu mà xa tận chân trời, gần ngay trước mắt không? Rồi. Đó. Cậu Khôi, nhưng mà có chuyện gì vậy? Đây là người mà cậu tìm kiếm. Thì ra là cậu thích chị Xuân hả? Trời ơi. Không dám thấy độ cậu, tưởng cậu không thích. Cậu dám nói đâu, tưởng ghét lắm. Cậu đã giúp con với Huyền Anh nhiều rồi. Bây giờ cái chuyện này á, cậu cứ để con với Huyền Anh sẽ giúp cậu. Cậu, bây giờ mà con thấy bà tới là cậu nhào ra cậu quánh phối xả cho con. Bà nào vậy? Bà Xuân. Chị Xuân. Quên. À, chị Xuân vậy ra nói chuyện liền á. Chuyện này con hẹn rồi phải không? Con hẹn rồi. Rồi, con đi chỗ khác đi cho nó nước thoáng. Con núp rồi đó. Quyền Anh, con nghĩ sao cái thân này mới che được cái thân con? Dạ, con chạy. Đi chỗ khác đi. Chứ gì dễ chứ. Cảm ơn con. Chào em. Dễ thương quá. Em chào anh. Em đi nha. Em đi. Dạ. Ơ kìa. Nè, cái gì vậy? Đừng mà. Chào em. Biến thái hả? Anh đâu có gì đâu mà biến. Cây cho chết nè, biến thái. Ê, trời, biến thái rồi. Hồi bữa tôi đã gặp một tên biến thái rồi. Kể từ ngày đến ngày nào tôi cũng đem thấy cây trên cây này. Mù mắt tôi rồi, bớ người ta. Quyền Anh ơi. Trời ơi. Chị Xuân, cậu em. Trời ơi. Đúng rồi, anh này là thợ cắt tóc mà. Đúng. Thợ cắt tóc. Tôi là chủ tiệm tóc Hoài Xuân. Đúng rồi. Chủ tiệm tóc sao tự nhiên chặn đường người ta. Mà anh ơi, anh không có bị mù mắt đâu. Đừng an ủi tôi. Quyền Anh ơi, cậu mù mắt rồi. Kể từ nay đời cậu sống trong đen tối. Cậu không thấy mặt trời ló dạng, không thấy mặt trăng sắp tàn, không thấy giọt sương trên lá, và không thấy con hay đá thành duy. Anh rồi, tỉnh lại đi. Đền mắt cho tôi, đền mắt. Thật ra nó chỉ là chai xịt khoáng thôi hả? Hèn chi không sao con. Cậu lố từ bé đó cậu. Em chỉ đem theo em hù với cái tên biến thái thôi chứ không có cái gì hết. Chị Xuân ơi, thật ra cậu của em á, quý chị, hâm mộ chị á, nên muốn làm quen tạo điểm nhấn với chị thôi. Anh xin lỗi. Có lẽ hồi nãy anh hù cái làm em giật mình. Dạ đúng rồi. Thật ra anh chỉ muốn ra đây để xin phép mỗi ngày được chạy bộ cùng em. Đúng rồi. Anh quyết định là bỏ tập gym chuyển qua tập chạy bộ. Em thấy có được không? Cái chuyện này cũng đơn giản mà. Thì công viên này là của chung, cho nên là anh có thể chạy bộ chung với em là bình thường chị thôi. Còn bình thường á, em thấy chị có cái gu đẹp, bữa nay em biết chị hát hay nữa. Thích quá. Đó, thì cái đó là do chị làm thơ mà. Thơ cũng hay nữa. Cảm ơn anh. Vậy ngày mai mình hẹn gặp chạy bộ nha. Dạ. Chào em. Chào anh. Chào chị Xuân. Em xin lỗi nha. Không sao. Mọi người cứ đi thoải mái. Chị Xuân. Bye bye chị nha. Bye bye em. Cái chuyện đó cậu làm chứ con làm. Thành công rồi. Khùng à. Thì nè, con mua bông cho cậu rồi nè. Ai mượn gì? Ra đây, ra đây, ngồi xuống. Chứ sao? Trời đất ơi, cậu đã nói rồi, con phải làm theo ý của cậu, hiểu không? Chứ mua bông chi? Tự nhiên tới đưa cậu nè, con nghĩ đi. Nguyên bó bông để đây, hoặc cậu ôm đây nè. Cô ấy đi từ xa tới thấy rồi, vậy còn gì bất ngờ nữa. Là bây giờ sao? Cậu muốn ấn tượng cho nên cậu mới nhờ tới con. Rồi, bây giờ cậu muốn ấn tượng đúng không? Ừ.
ấn tượng vô kia chưa? Yên tâm. Anh hẹn em ra đây có gì không? Hôm nay thời tiết đẹp quá. Dạ đúng rồi. Áo đẹp quá. Cảm ơn anh. Body đẹp. Ý anh là anh sẽ có một bất ngờ đẹp dành cho em. Bất ngờ gì vậy anh? Anh cướp. Cái gì? Ai vậy? Rồi, đi con, đi. Sao giống biến thái quá vậy ta? Ai, đi ra gì? Quen giống biến thái á. Không, em lộn người rồi. Đó là nhân viên giao hoa. Đây, anh tặng em. Sao vậy, anh tặng em. Không, anh tặng em. Không, anh tặng em. Tại sao lại ghét? Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Không. Em đi về, em đi tắm nè. Không, hoa hồng đẹp mà. Nè. Xuân. Ủa, hoa hồng đẹp mà. Thôi, nghỉ đi. Không có hồn gì trơn á. Tóc tao uống chảy hồi thẳng răng luôn rồi nè. Cậu rối quá mà. Tóc gì mà kỳ. Nói cậu nghe đi, cậu rối quá mà. Anh Duy anh sai rồi. Sao con? Anh tặng hoa hồng cho con, anh thấy con thích hoa hồng rồi. Anh nghĩ tất cả phụ nữ đều thích hoa hồng. Sai rồi, không phải ai cũng thích. Hiểu không? Mà con nói cậu nghe là cậu muốn hiểu phụ nữ, cậu phải quen nhiều người hơn. Trời ơi, con ơi con. Đúng rồi, thôi được rồi. Con à con, hiểu một người thôi là cậu muốn chết rồi. Bây giờ nhiều người sao hiểu được. Sao tiếp tục nữa, bây giờ sao? À, con nghĩ như vậy nè. Thật ra cậu là một người rất là may mắn á. Tại vì cậu có được một đứa con gái vừa xinh đẹp, tài năng mà giỏi giang mà rất là thông minh nữa, tuyệt vời. Ở trên thế giới này chỉ có một thôi. Là con đó hả? Là con. Rồi cậu biết rồi, bây giờ mình bỏ qua cái phần giao đãi đi, mình vô thân bài đi con. Sao? Không, nhưng mà cậu có chấp nhận là con rất là thông minh không? Rồi cậu lại con thông minh đó. Trời. Nói đi. Cậu con nghĩ là chị Xuân á làm ngành thiết kế thời trang. Mà ngành thiết kế thời trang thì những cái thương hiệu nổi tiếng là những cái thương hiệu mà làm cho người ta thích. Thì con nghĩ cậu biết rồi. Tặng cho chị một cái máy may đúng không? Cậu ơi! Tin sao? Bởi vì con nói cậu rồi được cái gì? Phải lắng nghe. Tập trung lắng nghe. Cậu nghe. Nên phải tặng đồ hiệu. Đồ hiệu. Ví dụ một cái bóp. Một cái bóp. Không. Sơn à, anh có món quà muốn tặng cho em. Anh đừng có nói là anh tặng hoa cho em nữa nha. Anh biết đó, em bị dị ứng những cái phấn hoa. Anh tặng cho em hoa lần trước á hả? Em tắm muốn chết mà vẫn còn hắt xì đó. Anh xin lỗi, nhưng lần này anh rút kinh nghiệm rồi. Tặng cái gì vậy? Đẹp chưa? Một cái túi bằng da cá tím. Hả? Cá tím là cái gì? À, cô bán hàng nói với anh á là da cá sấu mà ta nhuộm da mà thành màu tím. Trời đất ơi. Tặng em. Anh có biết anh tặng em vậy là em rất là ghét không? Tại sao vậy? Anh nghĩ sao vậy hả? Để làm ra được cái túi như vậy nè, là người ta phải giết bao nhiêu là con cá sấu còn sống. Anh có biết tội mấy con cá sấu đó lắm không? Nè, em trả anh á, không có lấy đâu. Không phải. Ờ, cái này là hàng nhái thôi, không phải bằng da con cá sấu thiệt đâu. Ờ, anh xin lỗi là anh không đủ tiền để mua một cái túi thiệt là xịn cho em. Hàng nhái. Anh có biết là em làm thiết kế thời trang không? Rồi anh mua cho em. Em rất ghét cái gì mà đạo nhái. Thà là anh mua cho em một cái túi đó là bình thường, rẻ tiền thôi cũng được đó. Anh mua mà có hàng nhái gì vậy? Ờ, anh xin lỗi. Tại vì cô bán hàng nói cái này nó đẹp. Sưng à, em không nhận quà cũng được. Vậy anh thích em, cho anh một cơ hội để tìm hiểu em nha. Anh sổ sàng thẳng thắn vậy luôn á hả? Không phải. Ngay từ lúc đầu gặp em thì anh đã thấy con tim mình rung động rồi. Nhưng mà anh làm đủ mọi cách nhưng không cách nào để tốt cho em hết. Anh tặng hoa thì em dị ứng, anh tặng túi thì em không thích. Nên bây giờ anh chỉ còn tấm lòng chân thật của mình thôi. Thôi được rồi, nếu như mà anh nói vậy mà không có gì bí mật với nhau vậy. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh 40. Và trái tim anh còn nguyên vẹn.
em cũng 30. Nhưng mà anh làm nghề gì? Anh chỉ có mỗi một tiệm tóc thôi, đó là tiệm tóc Hoài Xuân. Nhưng ước mơ của anh không nằm lại ở đó. Anh muốn phấn đấu để trở thành một nhà tạo mẫu danh tiếng và mở một cái tiệm tóc thật là lớn. Anh nghĩ ngoại hình của hai đứa mình đó có xứng đôi không? Anh hiểu. Tiệm tóc của anh chỉ là một tiệm tóc nhỏ thôi. Anh cũng chỉ là một ông chủ nhỏ, còn em là một nhà thiết kế thời trang. Ý của em là chúng ta không cùng đẳng cấp đúng không? Xin lỗi. Nè, em có nói từ chối anh hồi nào đâu. Em thích sự chân thành của anh.